Có lẽ trong khoảng 5 năm trở lại đây, từ sau thất bại tại chung kết thế giới 2017 và mùa giải 2018 đáng quên nhất trong lịch sử của cả đội tuyển, truyền thông luôn nhăm nhe viết đến những chủ đề như Faker thực sự hết thời, Faker sắp giải nghệ. Họ cho rằng triều đại của Quý Vương đã đến ngày lụi tàn để nhường chỗ cho những đế chế mới. Thực tế là rất phũ phàng. Đúng là những tháng ngày triệu việc của Faker rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Anh cũng đã bước sang những chương cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Và rồi từ đó, một chủ đề mới được mở ra. Ai sẽ là người kế thừa ngôi bóng? Chúng ta đã từng gọi tên rất nhiều cái tên trong suốt chiều dài lịch sử. Từ những dự bị tài năng như Easy Hoon, Scout, Closer, cho tới những thần đồng như Joby, Showmaker. Vì chỉ nhắc tới những cái tên đường giữa, nơi mà Faker ngự trị, đang làm chúng ta bỏ quên một cái tên đã có những bước tiến vượt bậc với những phẩm chất tương đồng với nhà vua. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thái tử Kuma Yushi, sao thủ đương nhiệm của T1, và chính là người sở hữu dòng máu đế vương. Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu lý do vì sao Kuma Yushi lại chính là kẻ xứng đáng kế thừa ngôi bóng của Faker. Trình độ chuyên môn. Cùng tua ngược dòng lịch sử về trận đấu đầu tiên của Faker tại OGN ngày đó, không phải là giải đấu đầu tiên, mà nhấn mạnh là trận đấu đầu tiên. Nidali của Faker đã đo ván Kha'Zix của Ampishan, lúc đó đang là đường giữa số 1 khu vực Hàn Quốc. Phần còn lại là lịch sử. Khi tất cả những tuyển thủ kia cựu hay đồng trang lứa, tất cả đều không thể sánh vai với Faker. Khi Quỷ Vương không chỉ bất tử, mà còn phải sử dụng cụm từ thắng hủy diệt của Kuma Yushi khác với người chú của mình một chút. Khi những ngày đầu debut đấu trường chuyên nghiệp, Kuma Yushi có một khoảng thời gian khá tệ khi được đánh giá là một xạ thủ mất não và chỉ phù hợp với môi trường đánh trang. Thế nhưng, với sự kiên trì, thái tử đã chứng minh rằng mình không chỉ phù hợp với môi trường chuyên nghiệp mà anh là độc tôn duy ngã khi mang cho LCK một luồng gió mới ở vị trí xạ thủ. Mẫu xạ thủ truyền thống của Hàn Quốc thường sẽ có một giai đoạn farm an toàn nhất có thể, tránh xảy ra những pha giao tranh không đáng có để có thể tích lũy sức mạnh, rồi một khoảnh khắc tỏa sáng và định đoạt số trận của trận đấu. Kuma Yushi đã đi ngược lại tất cả quy chuẩn đó. Khi giai đoạn đầu game, anh chàng cực kỳ lộng hành và hổ báo, luôn tìm cách đẩy lính và trao đổi chiêu thức với đối phương cùng đường, lấy trụ sớm và cuối cùng là snowball. Người chơi xạ thủ kỳ cựu như Dave hay Teddy luôn được nếm trải những giây phút kinh hoàng khi phải đối đầu với xạ thủ trẻ nhà T1. Giống như người chú họ của mình, Kuma Yushi là một tuyển thủ không quá bị ảnh hưởng bởi meta, khi anh có thể sử dụng tốt cả hai loại xạ thủ cổ điển và hiện đại. Giá trị về mặt truyền thông. Những phát ngôn, hành động của Faker và Kuma Yushi có điểm tương đồng, đó chính là có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với cộng đồng. Bất kỳ một câu nói nào của Faker đều được bao giới quan tâm, phân tích và mổ xẻ. Nhất cử nhất động của Faker đều có thể trở thành một đề tài hấp dẫn trên báo, thậm chí cần một giọt nước mắt của Faker cũng có thể quy đổi thành những bài báo, những video hàng chục triệu lượt xem. Kuma Yushi cũng làm rất tốt trong mảng truyền thông. Một phóng viên của LCK chia sẻ rằng, một người phóng viên như chúng tôi mà nói thì bài tập về nhà chính là viết lại những câu chuyện của giải đấu, và Kuma Yushi chính là một nguồn thu, một đề tài mà chúng tôi có thể khai thác thoải mái. Những chuyên mục Trash Talk của Kuma Yushi tạo ra rất nhiều sức nóng trước các trận đấu, và những đối thủ của Kuma cũng rất hào hứng đáp lại. Từ đó, chúng ta đã có một trận đấu rất hấp dẫn ngay cả trước khi nó bắt đầu. Kuma Yushi cũng là một tuyển thủ rất chịu khó chăm sóc và xây dựng hình ảnh cá nhân. Sau những trận đấu dài mệt mỏi, thay vì ngay lập tức trở về nghỉ ngơi, Kuma Yushi rất chịu khó tham gia những cuộc phỏng vấn để hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng. Điều này khiến cho hình ảnh của Kuma Yushi có rất nhiều thiện cảm với netizen Hàn. Sức ảnh hưởng với cộng đồng. Faker luôn là một người rất quan tâm đến cộng đồng của mình. Trong mỗi buổi stream, Faker rất quan tâm và chiều chuộng các fan, thường xuyên cười nói và cảm ơn mỗi khi nhận được donate. Faker cũng không hề ngại chia sẻ những ngọc, bản bổ trợ của mình và những kiến thức chơi game để những người xem stream có thể đạt được những bậc xếp hạng cao hơn. Kuma Yushi cũng tương tự như vậy khi anh chia sẻ. Tôi thường xuyên mở stream với ý nghĩa rằng có những người hâm mộ sẽ rất hạnh phúc khi thấy phát sóng của tôi. Trò chuyện với người hâm mộ cũng rất thú vị. Ngoài năng lực thi đấu, có một số đức tính mà một game thủ chuyên nghiệp cần phải có. Nhưng tôi nghĩ rằng kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần chuyên nghiệp mới là thứ quan trọng. Có thể nói Kuma Yushi đang thay đổi cái nhìn của cộng đồng về giới game thủ Hàn Quốc.
vốn bị gắn liền với hình tượng lầm lì, hướng nội, ít nói. Thay vào đó là một sự hướng ngoại, tự tin, vui vẻ, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Những đức tính tốt. Chúng ta luôn biết Faker là một tấm gương sáng để tất cả học tập và noi theo. Có tất cả mọi đỉnh cao danh vọng, nhưng vẫn luôn là một con người khiêm nhường, chăm chỉ, cần cù luyện tập, sống giản dị và tiết kiệm, đặc biệt là nói không với scandal. Guma Yushi cũng mang trong mình những đức tính tốt như vậy. Đầu tiên là sự kiên trì. Guma sẵn sàng cạnh tranh song phẳng với vị trí của Teddy khi lựa chọn gia hạn hợp đồng với T1. Dù mà trình diễn ban đầu không tốt, nhưng sự kiên trì tập luyện của Guma Yushi đã được đền đáp. Với những màn trash talk sặc mùi khét của thuốc súng, chúng ta dễ lầm tưởng rằng Guma là một con người kiêu ngạo và dễ ghét. Thế nhưng không hề. Guma Yushi mà các ký giả biết đến là một người gần gũi, luôn tôn trọng đối thủ của mình và dành những lời coi cánh cho họ. Chỉ đơn giản là anh giỏi hơn họ thôi, và anh có sự tự tin. Guma Yushi còn là một người đàn ông mạnh mẽ, một người truyền năng lượng tích cực trong phòng thay đồ, khiến cho đồng đội cảm thấy có động lực hơn sau những giờ phút căng thẳng. Game thủ chuyên nghiệp là một nghề có tuổi thọ rất ngắn, ngắn hơn rất nhiều so với những môn thể thao truyền thống. Vậy nên, không chỉ là rèn luyện những kỹ năng chuyên môn, các tuyển thủ trẻ nên xây dựng cả hình ảnh lớn thương hiệu cho cá nhân mình để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Người ta hay nói đùa rằng Guma Yushi sinh ra là đã có khí chất của một ngôi sao. Nhưng thực tế, đó là những tháng ngày tru rèn rất vất vả từ khi còn rất trẻ. Guma Yushi giống như một kho báu của liên minh huyền thoại thời nay. Tích cực, năng nổ, tài năng và trên hết là vẫn ham muốn vươn mình để một ngày tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Có lẽ, dòng máu quỷ vương chảy bên trong huyết quản đã ngầm khẳng định rằng một ngày kia, khi nhà vua bước xuống, chiếc vương miện và ngai vàng sẽ được trao lại cho chàng sao thủ trẻ và nối tiếp vương triều hoàng kim mà Faker đã gây dựng. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những bước chân tiếp theo và thầm chúc cho thái tử mọi điều may mắn. Vì Guma Yushi là kẻ kế thừa ngôi bảo.